Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính đáng chú ý. Công an phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên vừa giúp đỡ 4 em nhỏ người dân tộc Mông bị lạc từ tỉnh Điện Biên đến tỉnh Hưng Yên về với gia đình. Trước đó nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc có 4 em nhỏ lang thang nghi là bị lạc tại khu vực gần công trường xây dựng của khu đô thị Lạc Hồng Phúc. Tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, công an phường đã nhanh chóng có mặt tiếp nhận và đưa các em về trụ sở công an phường. Qua xác minh, 4 em sinh năm 2009, 2011, 2012 và 2016 cùng trú tại bản Pa Ít, xã Hủy Mí, huyện Mường Trà, tỉnh Điện Biên. Tại cơ quan công an, các em cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên các em tự bắt xe xuống Hưng Yên để làm nghề chăn trâu thuê, nhưng do không biết đường nên bị lạc. Bản thân các em cũng không nhớ rõ tên tuổi, năm sinh của bố mẹ và người thân. Công an phường Nhân Hòa đã báo cáo công an thị xã Mỹ Hào, đồng thời liên hệ và phối hợp với công an xã Hủy Mí, huyện Mường Trà để tìm và liên hệ với gia đình của các em. Chi cục thuế quận 6 đã có văn bản cảnh báo gửi cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và các chi cục thuế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, quá trình rà soát, tra cứu dữ liệu người nộp thuế trên ứng dụng quản lý thuế tập trung, cơ quan thuế đã phát hiện bà Nguyễn Thị Hương sinh năm 1990, ngụ ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đang làm đại diện pháp luật cho 116 công ty trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Hương trước đó đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam liên quan đến vụ án rửa tiền, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. 116 công ty đều do Nguyễn Thị Hương làm đại diện pháp luật, được thành lập trong khoảng thời gian từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024. Các công ty này có địa chỉ đăng ký trải khắp các quận huyện và thành phố Thủ Đức, trong đó đáng chú ý, tại quận Tân Bình có 22 doanh nghiệp, quận Tân Phú có 15 doanh nghiệp, thành phố Thủ Đức có 11 doanh nghiệp, quận 10 có 10 doanh nghiệp, quận 5 có 5 doanh nghiệp. Trong quá trình khai thuế đăng ký kinh doanh, các chi cục thuế thấy có dấu hiệu bất thường nên đã mời đại diện doanh nghiệp lên để tuyên truyền quy định pháp luật về thuế. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Hương không đến. Hiện cục thuế đã gửi công văn cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị rà soát, đồng thời gửi văn bản cho công an. Công an thành phố Hà Nội phát đi thông tin cảnh báo tình trạng người dân bị lừa đảo khi tham gia mô hình kinh doanh dropshipping. Đây là một hình thức bán lẻ mà người bán không cần lưu trữ sản phẩm của mình trong kho. Thay vào đó, người bán chỉ cần chuyển các đơn hàng và chi tiết khách hàng mua sản phẩm tới nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng sản phẩm. Các đối tượng lợi dụng mô hình kinh doanh này để dụ dỗ nhiều nạn nhân tham gia, sau đó chiếm đoạt tiền. Cụ thể, anh X ở Hà Nội được bạn bè giới thiệu tham gia phân phối đơn hàng tại trang https://atlanticmailcenter.com. Anh X được phép đăng 100 sản phẩm và lợi nhuận 20% trên mỗi đơn hàng sau khi sản phẩm được bán cho người mua từ 4 đến 6 ngày. Ngày đầu tiên, anh X bán được một đơn hàng và thu lợi nhuận như được hứa hẹn. Anh mua gói quảng cáo tương đương 10 triệu đồng với cam kết bán được 8 đơn hàng trên ngày. Các đối tượng giới thiệu anh X nâng cấp cửa hàng với số tiền 12.000 đô la Mỹ để hưởng chính sách 20 ngày không phải nộp tiền đơn hàng và lợi nhuận 30% với mỗi đơn hàng. Với những cách làm tương tự, các đối tượng đã yêu cầu anh X nộp thêm tiền để được hưởng ưu đãi. Khi hết thời gian theo quy định, anh X rút tiền từ hệ thống thì được yêu cầu nộp thêm 35% lợi nhuận tương đương gần 1 tỷ đồng để rút được tiền. Theo cơ quan công an, tổng số tiền anh bị chiếm đoạt là 9,7 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vũng Tàu đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trần Thị Thu Thanh, sinh năm 1987, trú ở phường Thắng Nhì, thành phố Vũng Tàu, để điều tra làm rõ hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Bị can Trần Thị Thu Thanh là tài xế điều khiển xe ô tô gây tai nạn nghiêm trọng, làm 2 người tử vong tại chỗ và 5 người khác bị thương vào tối ngày 27 tháng 6 trên đường Nguyễn Văn Trỗi, thành phố Vũng Tàu. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã phối hợp với Công an thành phố Vũng Tàu khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế. Kết quả, nồng độ cồn trong máu của tài xế gây tai nạn là 82,3mg trên lít khí thở, nồng độ cồn qua hơi thở là 0,503mg trên 1 lít khí thở. Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Hoàng Thanh Đức, 17 tuổi, ngụ ở xã Long An, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, vì có hành vi cướp giật tại một tiệm vàng ở thị trấn Cần Đước. Trước đó, thanh niên này đến cửa hàng kinh doanh vàng ở khu 1B thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước hỏi mua vàng. Trong lúc xem vàng, đối tượng giật chiếc lắc trọng lượng 4,8 chỉ vàng 18K, sau đó chạy ra bên ngoài, lên xe máy tẩu thoát.
Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Cần Đước huy động lực lượng truy xét nhanh qua nhiều địa bàn. Sau một ngày, Công an huyện Cần Đước phát hiện và bắt giữ nghi phạm tại quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận đã thực hiện vụ cướp giật, công an đã thu hồi được tang vật.